Rồi ạ. Nhìn thế này. Ôi dồi ôi, mày đi đứng cái kiểu gì đấy? Vừa bảo dưỡng xe xong bực mình biết chứ lại. Này, mày đâm vào xe tao, làm xước xe tao, mày còn ngồi đấy à hả? Tôi có cố ý đâu. Mày không cố ý à? Này, con bán đồng nát kia, nhìn thấy mày thấy phát khiếp lên rồi. Thế bây giờ ấy, mày có đền xe cho bọn tao không? Cái gì? Đền á? Nó làm gì có tiền mà đền? Đúng là sáng ngày ra đã hám, mày lại còn nằm lì ra đấy à? Này, định nằm ăn vạ chờ bọn tao bồi thường cho á? Này, mày thích giả què đúng không? Tao cho mày què. Này, dạ. Mấy người làm gì vợ tôi đây à? Này, lại một cái thằng khô rách áo ôm. Vợ mày á, vợ mày làm quệt xước xe tao nhá. Cho nên là tao đang dạy dỗ vợ mày tí thôi. Mày dám làm thế à? Cái gì? Tao không dám á? Mày là cái đếch gì mà mày lên tiếng ở đấy? Đúng là rách từ con vợ đến thằng chồng anh nhở. Chúng mày có biết ý, là chúng mày đang làm bẩn cái xã hội này không? Phải, chúng tôi rách đây thì đã làm sao? Mấy người ấy, giàu thật đấy. Ừ. Đi xe đẹp thật đấy. Nhưng mà cứ xử không bằng loại vô học. Mày nói gì hả? Thôi anh ạ, đôi co với bọn này làm gì? Đi. Mày á, tao tha là mày đấy. Đi. Em có làm sao không? Hả? Em đâu. Nào. Nào, em từ từ thôi. Rồi, ngồi xuống. Đâu, để anh xem chân nào. Thôi, em không sao đâu. Không sao là không sao thế nào. Em xem đây này, sưng phù hết cả lên. Thôi, em nghỉ ngơi một tí đi, rồi tí nữa anh đưa em vào viện để kiểm tra. Không, em không đi viện đâu. Đi viện tốn tiền lắm. Xong rồi bọn chồng mình lại phải tốn vụ khoản ra. Em làm sao đấy? Bây giờ sức khỏe của em mới là quan trọng. Anh lo cho em được. Em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Anh ơi, em thấy anh khổ quá. Anh lo cho em mà em chẳng giúp anh cái gì. Thế vợ của anh không lo cho em thì lo cho ai hả? Anh ơi, chẳng biết bao giờ mình mới đủ tiền để mua được xe sang, mua được nhà cửa, không phải ở cái ổ chuột như hiện tại đâu. Linh này, anh tin vợ chúng mình sẽ làm được. Cái quan trọng là mình phải có niềm tin em ạ. À, đúng rồi, đây. Thôi chết, bánh mì anh mua cho em bị nát rồi. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được. Đây, em ăn đi, không đói. Vâng, anh đến rồi đây à? Vâng, em vừa mới đi shopping, mua mấy bộ váy mới đấy. Để tới mình còn đi dự tiệc. Tiện em qua công ty xem chồng em có rảnh không? Tất nhiên rồi. Vợ của anh phải nhớ rằng là dù công việc của anh có bận như nào thì anh vẫn sẽ dành thời gian cho vợ của anh. Thế mình đi luôn chưa anh? Thế bây giờ em xuống nhà xe trước đi. Anh sắp xếp tài liệu xong rồi anh xuống luôn. Vâng, thế em đợi anh dưới xe nhé. Ừ. Là cô. Không ngờ sau bao nhiêu năm ta lại gặp bản mặt của mày ở đây đấy. Này, đứng lại. Mày định đi đâu đấy?
Tao còn chưa tính sổ với mày vụ mày làm xước xe của tao mấy năm trước đâu. Thế cô định làm gì? Muốn gì à? Hôm nay đang có tí chuyện bực mình. Làm gì cho vui bây giờ nhỉ? Quỳ xuống xin lỗi tao đi. Cô hơi quá quát rồi đấy. Quá quát ta? Chồng ta là chủ tịch của cái công ty này, chứ ai có chồng là phụ hồ đâu. Chủ tịch? Sao? Ngưỡng mộ à? À mà quên mất, tại sao hôm nay bản mặt của mày lại xuất hiện ở đây nhở? Đến để thu gom giấy vụn à? Nếu đúng thế thì làm sao? Đúng, cô lại định sỉ nhục tôi như mấy năm trước đấy á. Tôi nghĩ cô nên rút lại mấy lời nói của cô đi, không đến lúc hối hận không kịp đâu. Mày! Cô thôi đi, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Dạ anh ơi, em xin anh, xin anh thư thư cho em vài bữa. À, vâng, em cảm ơn anh ạ, em hứa là thu xếp đầy đủ ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Anh ơi làm như thế nào bây giờ? Em không thể để mất nhà mất xe được. Thôi im đi, bù lui bù loa cả lên. Lúc chơi được tiền tỷ thì ai sướng cho? Bây giờ thua mới thi nhục. Alo mẹ à? Ôi giời, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nhá. Con sẽ thu xếp tiền gửi về. Con sẽ lo để chữa cho bố, mẹ yên tâm. Gì đấy? Thôi, tôi xin lỗi, để tôi lau lại cho cô nhé. Làm mày à? Sao lúc nào mà cũng ám theo tao thế? Tao không cần phải lau lại. Bây giờ mày thấy tao xuống cấp rồi, nên mày định chế giễu tao đúng không? Tôi không có ý khinh thường hay là chế giễu người khác. Ngày nào thì cũng cần được tôn trọng. Thôi, con đồng nát như mày cố tỏ vẻ thanh cao không hợp với mày đâu. Cô vẫn như thế, vẫn khinh thường người khác à? Tao dù có trắng tay ấy thì cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước cái đứa như mày. Mà trông ăn mặt cũng xịn sò đấy. Cô muốn làm lao công ở đây không? Tao cơ cấu cho. Này, cô im đi. Anh, dù cô ấy có là ai thì chỉ cần là vợ tôi là đủ rồi. Thằng chồng phụ hồ đây à? Cô làm việc ở đây lâu rồi mà không biết mặt sếp mình là ai. Sếp của tao thì liên quan gì đến mày? Rất đơn giản thôi em ạ. Bởi vì sếp của chúng ta chính là anh Trung. Sao lại có chuyện đấy được? Anh cũng quên chưa nói với em, anh Trung chính là chủ tịch của tập đoàn này. Anh Trung, chị Linh đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Bố được khỏi bệnh, mình có công ăn việc làm, có thu nhập. Chính là nhờ anh chị giúp đỡ mình. Thật ra thì từ đầu anh cũng không biết đâu. Làm ở đây một thời gian lâu anh ấy biết đấy. Nhưng mà làm sao có chuyện đồng nát với cả phụ hồ lại một bước nhảy lên làm chủ tịch như thế? Em không tin. Việc này tin hay không tùy cô. Còn chúng tôi đã phải đổ mồ hôi xương máu của mình để có ngày hôm nay. Những gì chúng tôi đã trải qua nó còn gian khổ gấp trăm ngàn lần những gì cô đã trải qua. Cho nên ấy, sống cho tốt vào và gây dựng lên đi. Cơ hội chỉ đến với cô một lần thôi, cô không nắm bắt được tôi cũng chịu. Còn khinh thường người khác ấy không làm cô giàu lên hay là khá lên được đâu. Thôi mình đi thôi em.
Ê, quán cà phê để uống cũng ngon mày ha. Ừ, đúng rồi. Ê, tao có nói mày nghe này nè, kể cho mày nghe. Anh Hải giỏi lắm. Mày cũng biết mà, đúng không? Ừ, ổng hình như 32 tuổi mà làm chủ công ty lớn rồi đó. Công ty tên gì? Tao cũng không rõ, nghe con Hạnh nó là làm gì cái về mảng công nghệ thông tin gì đó. Vậy thì sao biết công ty lớn má? Được thành phố trao bằng doanh nhân trẻ thì không phải dạng vừa đâu. Wow, nếu mà giỏi như vậy thì sao tới lượt tao? Yên tâm đi, mày đẹp mà. Trai tài là phải đi với gái sắc, tự tin lên. Tụi tao đã dọn đường sẵn rồi, mày chỉ cần thể hiện thôi là chắc chắn nắm cái vé bà chủ tịch trong tay. Ờ, để cuối tuần này tao đi gặp mặt thử. Ráng làm lên, sau này làm bà chủ tịch giàu có rồi còn bao nuôi tụi tao nữa. Tất nhiên rồi. Linh, chào em. Ủa, em mặc đồ đẹp quá. Ủa, em tưởng thôi mình đi ăn luôn nha, anh đói rồi. Đi, lên xe. Rồi, ngồi chắc nha. Rồi, đi nha. Giờ ăn gì Linh? Linh! Hả? Giờ ăn gì? Em ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được hả? Ok, anh đưa em tới một chỗ gặp được đầu bếp xịn nhất Sài Gòn. Thiệt hả anh? Ừ. Rồi, tới nơi rồi đó, em xuống đi. Ủa, nhà hàng đâu anh? Nhà hàng nào? Sao anh nói dẫn em tới đầu bếp xịn nhất Sài Gòn mà? Một lát cho em sẽ biết. Diệu Úc ơi, Diệu Úc ơi cho con hai tô nghe. Hai tô. Dạ, như bình thường hả Diệu Úc? Có bạn gái đẹp quá vậy. Dạ, cảm ơn Diệu Úc. Giới thiệu với em, đây là đầu bếp xịn nhất Sài Gòn, Diệu Úc Lanh. Diệu Úc mà nấu hủ tiếu là ngon số nhất luôn. Con bảo đảm đi, ăn đi là ngon, an toàn cho con, không có gì đâu. Dạ. Để cô bưng nghe hai tô. Dạ, cho con hai tô. Ở đây vừa rẻ vừa ngon nữa. Ủa nhưng mà ở đây có sạch sẽ không anh? Em yên tâm đi, ở đây anh ăn hoài không có sao hết á. Chúc hai con ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn dì Út. Dạ, để con ăn đi em, ăn thử đi, nếu thấy lạc thì mình xịt thêm nước tương à, không thôi dắt thêm miếng chanh nè, thấy nó ngon nè. Rồi, ăn đi, đây anh trộn lên cho.
Rồi, ăn đi, ngon lắm. Em no chưa? No rồi anh. Để mà tính tiền đi ha. Út ơi, tính tiền giùm con nghe. 2 tô 30 ngàn Hải ơi. 2 tô 30 ngàn Chị Út thối giùm con nha. Rồi. Con nhận ngon ghê hả chị Út? Con cảm ơn. Dạ. Nhớ ghé tới nha. Dạ chắc chắn rồi. Cảm ơn chị Út. Đi em. Rồi, à, anh xíu nghiêng. Nãy mà thấy ngon không? Cũng được. Ừ. Ngon mà ha. Nó vừa ăn mà. Rồi, vậy em muốn đi đâu nè? Đâu cũng được. Đâu cũng được hả? Lên xe em. Rồi, ngồi chắc nha. Trời, tới rồi. Nha. Rồi. Chị ơi, cho em 2 trà đạch trà chanh nha. Em ơi, cảm ơn chị. Em có vẻ ít nói quá ha. Cũng tùy theo đối phương là ai thôi anh. Bộ anh không phải đối tượng của em mà. Em cũng không biết nữa, em đang suy nghĩ. Em biết không, thật ra từ lúc đầu nhìn thấy hình của em á, là thích em lắm luôn á. Em làm nghề gì? Em là thư ký của tập đoàn VBN. Trời đất ơi, giỏi dữ vậy. Nhân viên ở VBN toàn là thứ dữ không luôn á. Có một lần anh đi xin việc á mà anh bị rớt. À, em có anh em gì không? Em là con một. Vậy là mày mốt anh ở rể rồi. Anh tính hơi xa rồi đó. Không có, anh thấy anh tính bây giờ là vừa rồi mà, xa đâu. Thôi mệt quá, em hơi mệt, mình đi về nha. Ủa em sao vậy? Không sao hết, em hơi mệt, mình đi về đi. Thôi để anh đưa em về. Tính đi giùm em luôn chị ơi. Em biết không, cái lúc đi chơi với em á, anh còn có 100 ngàn trong bóp à. Anh cứ sợ là không đủ tiền đi chơi với em. Em gửi chị, cảm ơn chị. Mà tính qua tính lại hồi còn chưa đúng 50 ngàn là hồi về đổ xăng luôn á.
chị là Linh đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Dạ hôm nay chị đến phỏng vấn vòng 2 đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ mời chị vào trong, hôm nay chủ tịch của em đang chờ. Dạ. Ngồi đi. Sao? Em thấy công ty của anh thế nào? Không phải công ty ma đúng không? Hồ sơ em đây à? Người ta có câu như vậy nè em. Đừng có đánh giá người khác qua những thứ tầm thường bên ngoài. Không phải cứ ăn nhà hàng là sang và ăn lề đường là nghèo. Đôi khi trong bóp chỉ có 100 ngàn nhưng trong thẻ tới 100 tỷ lần. Thôi, anh nghĩ như vậy. Nếu như bây giờ anh giữ một người khinh thường người khác như em ở bên cạnh anh sẽ rất dễ làm mất hình ảnh của anh và công ty của anh. Cho nên anh thấy em không thích hợp làm vị trí thư ký của anh đâu. Nhưng anh vẫn cho em một cơ hội để gia nhập vào Hoàng Phong nếu như em chấp nhận làm việc từ một cấp bậc thấp nhất.